Trân trọng kính chào toàn thể bà con cô bác mình thân mến nha. Hôm nay Hiệp giới thiệu cho anh chị và bà con cô bác mình một lô đất này là đất thổ cư nha, có 300 thổ cư. Và đặc biệt đất này của mình là gần quốc lộ 20 luôn nha, chỉ mất vài trăm mét thôi là chúng ta ra tới quốc lộ 20. Và lô đất cao ráo bằng đẹp như thế này thì phải nói là cái lô đất hiện tại á, với thị trường hiện nay mà đất mà có thổ cư á, nó rất là hiếm nha bà con mình nha. Và tương lai nó sẽ đắt đỏ vô cùng. Đó, thì bây giờ Hiệp sẽ giới thiệu cho bà con cô bác mình lô đất này. Mời mọi người xem hết video nha. Trước mắt mình đây, bà con cô bác anh chị em mình nhìn thấy đây là con đường bê tông. Từ đây mình ra tới quốc lộ 20, nơi sầm uất luôn ha, kinh doanh buôn bán, cây xăng đồ vân vân. Thì nó đây nè, anh bà con cô bác mình chạy ra, chỉ mất có 200m thôi là mình tới quốc lộ 20 rồi nha. Đó, nơi có nhà trường học, bệnh viện, cây xăng vân vân, chợ búa. Còn mình đất mình từ đây nè. Đó, đất đây cao ráo bằng phẳng đẹp như thế này. Ở đằng sau mình có nguyên một cái nghỉ dưỡng của một anh đại gia. Còn đặc biệt ở cái đám chạm này nào, đó là con đường này, đây là đá bi. Thì ngay chỗ đó chúng ta quẹo vô nguyên một khu biệt phủ luôn của anh Trùm, gọi là Trùm đại gia luôn. Toàn là những cái đồ quý hiếm, đồ gỗ đẹp cực kỳ ngay đó luôn. Đó, còn lô đất mình đây. Những cái điều đặc biệt hôm nay thì giới thiệu cho anh chị cô bác mình, lô đất mình hiện tại nó có như vậy là tầm khoảng 36m. Đây là mặt tiền đường. Và đặc biệt bên đó mình dọc theo cái hàng tràm theo đường dây điện thì mình có một con đường hiển thị, con đường bên hông đó nữa, nhưng mà con đường đó là không hiển thị cho bản đồ quy hoạch nhà nước nha. Đó là tư vấn rõ. Đó là con đường đi vô cái anh Trùm đại gia nằm ở sau kia. Còn bên đất mình đây. Và đây cũng mặt tiền đường đây. Chiều sâu này của mình nó ra tới là đâu đó tầm khoảng 76-78m nha. Đây, 300 thổ cư sẵn luôn ha. Đó, ở đây là thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. À, thì bà con cô bác anh chị em nào á, mình muốn mua cái mảnh đất này để mình về làm căn nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây thì tuyệt vời nha, cao ráo bằng đẹp nha. Đó, và giá cả nó cũng tương đối là hợp lý luôn, 300m thổ cư luôn. Đó, thì bà con cô bác mà anh chị yêu mến á, thì alo cho Hiệp nha. Đó, rất đẹp ha.